Thưa quý vị và các bạn thân mến, mặt trời tỏa sáng hay mắt của Nguyễn Phú Trọng đang bị mù lòa? Có 10 mặt trời cũng không soi thủng được những đám bụi mịn đang vần vũ trên không trung, chứ đừng có ở đó mà bố lếu bố láo với những con số do chính đảng cạo sửa và công bố hỏng mị dân kiểu thần dược lưu manh, mà đảng vẫn chơi khăm với dân đen là xem pháo hoa sẽ đỡ đói, quên nghèo, quên khổ từ bấy lâu nay. Giặc càng ngày càng lấn tiến sát vào ngôi nhà Việt Nam rồi mà Đảng Cộng sản chỉ biết mỗi một việc là ăn cướp, lừa dối, bưng bít và đàn áp dân chúng. Tuy được các cận thần xưng tụng là người thanh liêm chính trực, nhưng một sự thật không thể chối cãi, Nguyễn Phú Trọng là người giàu gạch đá nhất Việt Nam nhờ thu hút từ những phát ngôn hoang tưởng nhất hành tinh. Hơn 2 tuần trước, hôm 17 tháng 12 năm 2019, ông Ao Mens Đài Loan, Giám đốc Ngân hàng Thế giới World Bank đặc trách Việt Nam, có phát biểu tại một cuộc họp báo rằng kinh tế toàn cầu giảm tốc nhưng Việt Nam vẫn tăng trưởng đầy ấn tượng. Cuối năm còn đang ngáp ngáp trước tình trạng kinh tế rối ren, còn khóc nợ đòi bên lưng. Nghe hơi nổi rõ được câu nói trên, chủ bí Nguyễn Phú Trọng nhân hội nghị trực tuyến chính phủ hôm 30 tháng 12 năm 2019 đã khai mạc với bài phát biểu gọi là bốc phét lên tận trời xanh. Mây đen phủ lên toàn cầu nhưng mặt trời vẫn đang tỏa sáng ở Việt Nam. Chứng minh cho sự tỏa sáng, chủ bí đưa ra 4 chứng cứ mà toàn đảng, toàn dân, toàn quân đã đạt được trong năm 2019 gồm có: Thứ nhất, kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng vượt chỉ tiêu 7,2%, nâng GDP của Việt Nam lên 266 tỷ đô la, nghĩa là bình quân thu nhập đầu người hàng năm đạt 2.800 đô la, dự trữ ngoại hối đạt 80 tỷ đô la, tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2019 ước đạt 516,96 tỷ đô la. Chứng cứ thứ hai, văn hóa xã hội phát triển đạt được nhiều thành tích, đảm bảo an sinh xã hội, tạo nhiều công ăn việc làm. Chứng cứ thứ ba, tiềm lực quốc phòng an ninh tiếp tục được tăng cường, an ninh chính trị, các hoạt động đối ngoại hội nhập quốc tế được đẩy mạnh. Chứng cứ thứ tư, thể hiện kết quả tích cực công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị, nhất là phòng chống tham nhũng. Để kết thúc bài nói chuyện, chủ bí Nguyễn Phú Trọng đã gút lại câu vô cùng lếu láo, nếu cũng là biểu hiện của vận nước đang lên. Chủ bí có biết tại sao World Bank lại mở lòng khen Việt Nam không? Tuy World Bank là một định chế tài chính phi chính phủ chuyên hỗ trợ cho các nước nghèo, các nước đang phát triển các khoản vay với tiền lãi thấp để các nước này sử dụng cho mục tiêu phát triển đất nước, nhưng mục đích cuối cùng của World Bank cũng là cho vay để kiếm lời. World Bank đang ra sức lấy lòng các quốc gia có khát vọng làm giàu dù có tổn hại đến môi trường hay nhân quyền trong các nước này, thậm tệ đến đâu đi nữa thì vẫn nhận được tài trợ. Có như vậy thì đồng tiền của họ đầu tư vào mới ngày càng sinh sôi nảy nở nhiều hơn. Đừng thấy những ông chủ nợ mới xoa đầu khích lệ mấy câu mà mình vênh váo coi trời bằng vung chủ tịch bí nhé. Chẳng qua chỉ là một lời World Bank muốn nhắc nhở Việt Nam về món nợ khổng lồ 180 tỷ đô la, chiếm 58% GDP mà Việt Nam cứ trả lãi, chứ phần gốc thì chưa hề suy xuyển được một đồng nào. Xin đi vào chi tiết để thấy thực sự Việt Nam có hóa rồng hóa hổ như chủ bí lú vừa láo lếu tuyên bố hay không nhé. Việt Nam khoe dự trữ ngoại hối đạt 80 tỷ đô la Mỹ, thế sao không mang số tiền này đi trả bớt nợ công? Trong khi đó, chính phủ dự kiến trong năm 2020 phải đi vay 460.000 tỷ đồng để bù đắp bộ chi ngân sách trung ương, cũng như để trả 379.000 tỷ đồng nợ công đáo hạn vào năm 2020 này. Và chủ nợ lần này không ai khác hơn là tên hàng xóm lúc nào cũng ngắm nghé thôn tính Việt Nam trên từng cây số. World Bank cũng không quên đánh giá Việt Nam phát triển kinh tế nhờ hưởng lợi xuất khẩu giữa lúc tranh chấp thương mại Mỹ-Trung leo thang trầm trọng. Thế World Bank chắc chắn cũng biết con số hàng ngàn thứ hàng hóa như thép, đồ điện tử đến đồ gỗ, tuy mang nhãn hiệu Việt Nam nhưng thực chất đó là hàng tàu cộng tuần sang Việt Nam rồi xuất khẩu sang Mỹ để trốn thuế, chứ nào có phải là do Việt Nam sản xuất.
Và đương nhiên sau khi điều tra chính xác về xuất xứ của các sản phẩm của Việt Nam sẽ bị trừng phạt nặng nề từ phía Hoa Kỳ cho hành động nô lệ này. Thế thì con số mà chủ bí khoe khoang, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam trong năm 2019 ước đạt 516,96 tỷ đô la thì của tàu cộng hơn phân nửa rồi đấy. Kinh tế phát triển không lành mạnh, yếu kém trong quản lý chắc chắn dẫn đến môi trường sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Sao chủ bí không thèm quan tâm tới tình trạng ô nhiễm không khí, xả thải ra chết biển, sông ngòi từ Bắc chí Nam, biến đổi khí hậu đang đe dọa làm mất đi vựa lúa đồng bằng sông Cửu Long. Những di họa này cuối cùng sẽ trút hết lên tính mạng của người dân mà thôi. Nếu xã hội ổn định tạo được công ăn việc làm, tại sao bao nhiêu người trẻ cứ bỏ làng bỏ nước trốn ra nước ngoài để nhận được cái chết thê thảm như vụ 39 thùng nhân vừa qua? Y tế thì giết người, giáo dục thì xuống cấp đạo đức, giá điện, giá xăng tăng vùn vụt, thực phẩm ngộ độc. Chính 80 cái BOT trên cả cái đất nước Việt Nam hình chữ S quằn quại đau thương là nguyên nhân đẩy vật giá thay đổi mỗi ngày. Kinh tế Việt Nam 2019 tăng trưởng 7,02%, còn lạm phát cũng sấp xỉ 7%, sao không dám minh bạch. Cả triệu bộ đội, gần 700 tên tướng quân đội lẫn bên công an, hàng ngàn tên tá, mà đến khi tàu cộng ngang nhiên vào bãi tư chính, cả năm tháng qua thì không thấy bóng dáng tên nào ra cầm quân, ra bảo vệ chủ quyền cả. Bán nước rồi chăng? Tham nhũng đã thành quốc nạn, cả trăm ngàn cán bộ đảng viên đang nắm chức quyền trong guồng máy chính quyền, hỏi có tên nào trong sạch. Chức quyền càng cao thì tham nhũng càng nhiều, nên các cán bộ có tên nào dám kê khai tài sản đâu. Vụ mới nhất là vụ Phạm Nhật Vũ, phạm tội ăn cắp tài sản quốc gia lên đến 5.800 tỷ đồng, tương đương với 250 triệu đô la Mỹ, mà kêu án chỉ bị có 3 năm tù thì phòng chống tham nhũng chỗ nào. Hay sau vụ án gần như tha bổng cho Nhật Vũ, tỷ phú Phạm Nhật Vượng sẽ lại quả cho Tổng bí Nguyễn Phú Trọng, cho các cán bộ trong Bộ Chính trị, các thẩm phán trong hội đồng xét xử một số cổ phiếu trị giá hàng triệu đô la trong hãng xe VinFast. Có 10 mặt trời cũng không thể soi thủng được những đám bụi mịn đang vần vũ trên không trung, chứ đừng có ở đó mà bố lếu bố láo với những con số do chính phủ cạo sửa và công bố hòng mị vân, mị dân theo kiểu thần dược lưu manh mà đảng vẫn chơi khăm với dân đen là xài pháo hoa cho đỡ đói, quên nghèo, quên đói từ bấy nhiêu lâu nay. Giặc càng ngày càng tiến sát vào ngôi nhà Việt Nam rồi mà Đảng Cộng sản chỉ biết mỗi một việc là ăn cướp, lừa dối, bưng bít và đàn áp nhân dân. Tuy được các cận thần xưng tụng là người thanh liêm chính trực, trong một sự thật không thể chối cãi, Nguyễn Phú Trọng là người giàu nhất Việt Nam nhờ thu hoạch từ những phát ngôn hoang tưởng nhất hành tinh. Một thống kê thuần túy tin học của Google cho thấy hai nhân vật được quan tâm tìm kiếm nhiều nhất năm nay đó là Nguyễn Phú Trọng và nhân vật khá bảnh, một anh tài xã hội đen 26 tuổi mang nhiều tiền án và là thần tượng của giới trẻ nhờ các phát ngôn chấn động quảng bá cách sống ảo. Thời điểm cơn sốt tìm kiếm Nguyễn Phú Trọng nhiều nhất là hồi tháng 4 năm 2019, khi ông mất tích bí ẩn với nhiều tin đồn đoán, tao không có chi mô. Còn bộ máy tuyên truyền thì cứ ra dạ lên án các thế lực thù địch đưa tin xuyên tạc. Cũng vào tháng 4, khá bảnh đã bị bắt giam và không còn có thể nổ những câu nói để đời. Ngược lại với Nguyễn Phú Trọng, khi ẩn khi hiện và mỗi lần tái xuất giang hồ lại khuấy động dư luận với những tuyên bố nhận định rất thăng hoa. Kết thúc năm 2019 mà đất nước nhân dân phải oằn mình chịu đựng bao nhiêu thiên tai, nhân tai, địch họa, Nguyễn Phú Trọng nổ như bom hột, nhưng mây đen phủ lên toàn cầu nhưng mặt trời vẫn đang tỏa sáng ở Việt Nam. Không cần có bằng tiến sĩ kinh tế hay tốt nghiệp cấp 3 hệ giáo dục thường xuyên, bất kỳ bà bán rau, bán thịt hay anh chạy xe ôm nào không bị khiếm thị nhìn lên bầu trời Sài Gòn, Hà Nội đều thấy bụi mù đang che lấp mặt trời. Sài Gòn, Hà Nội đang là đô thị ô nhiễm nhất thế giới. Từ cảm quan trực tiếp đến nỗi lo ngay ngáy, thịt heo tăng giá phi mã, kéo theo giá cả nhiều mặt hàng khác. Mọi người dân càng nghi ngại về cái mặt trời nào đó đang tỏa sáng, không biết ông Trọng tìm thấy ở đâu. Liệu sâm Triều Tiên, thuốc cao Trung Quốc có đủ vực dậy hệ thần kinh của ông sau mấy lần đột quỵ?
Nhưng không, báo Tuổi Trẻ cánh tay đắc lực của Đảng đã chỉ ra 4 chứng cứ của mặt trời đó. Thứ nhất là kinh tế xã hội. Việt Nam tiếp tục tăng trưởng nhanh, mạnh, đạt đến 7% GDP, quy mô GDP 266 tỷ đô la, bình quân thu nhập đầu người 2.800 đô la là điều chưa từng có trong lịch sử của Việt Nam. Ông Trọng còn dẫn chứng thêm, không biết có phải vì thế mà Ngân hàng Thế giới đưa ra nhận định mây đen phủ lên toàn cầu nhưng mặt trời vẫn đang tỏa sáng lên đất nước Việt Nam. Đó là những chứng cứ thứ nhất mà năm nay hơn năm ngoái về kinh tế, xã hội, cho thấy ý chí Việt Nam khát vọng đang vươn lên. Dư luận độc mồm đặt cho ông Lú xưng danh là Trọng Lú. Đây quả là điều bịa đặt sai trái. Tổng Lú của chúng ta rất khôn khéo khi dẫn chứng sự đánh giá của World Bank, một tổ chức tài chính uy tín hàng đầu của thế giới. Khổ thay, không biết World Bank đánh giá như vậy trong văn kiện nào, tìm mãi. Hóa ra ông Jacques Morissette, chuyên gia kinh tế trưởng của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, cho rằng trong bối cảnh tình hình bên ngoài nhiều thách thức như hiện tại, Việt Nam là một điểm sáng trong khu vực. Ý kiến của một chuyên gia và ý kiến của tổ chức World Bank là khoảng cách khá xa. Một điểm sáng với mặt trời cũng là khoảng cách khá xa mà tư duy lý luận của ông Trọng đã nhập thành một rất ư là thần kỳ. Tuy nhiên thế giới lại không chịu ngoan ngoãn nghe. Tin theo ông Trọng như báo Tuổi Trẻ, Nhân dân hay mấy triệu đảng viên của Cộng sản Việt Nam. BBC tiếng Việt dẫn nguồn từ Bloomberg cho rằng Việt Nam được ví là nối gót Trung Quốc về tăng trưởng kinh tế nhưng kỳ thực chỉ trông tốt trên báo cáo. Tác giả Sully Ren viết trên Bloomberg ngày 30 tháng 12 rằng Việt Nam vốn được ví von là Trung Quốc thứ hai từ cách đây hai thập kỷ, rằng Việt Nam có lực lao động trẻ, bất động sản bùng nổ, nền kinh tế cộng sản ổn định, có mối quan hệ tốt với Mỹ, nhưng cần phải bổ sung thêm điều này khi bước vào năm 2020, đó là sự thịnh vượng không lợi nhuận. Tác giả này cũng chỉ ra điểm yếu chết người của nền kinh tế Việt Nam là Việt Nam cũng ghi nhận mức tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội GDP trên 7%, nằm trong nhóm tăng trưởng nhanh nhất thế giới, nhưng sự khởi sắc này không được trông thấy ở thị trường chứng khoán. Chỉ số VN Index của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh từ đầu năm đến cuối năm 2019 chỉ tăng vỏn vẹn 7,3%, thua xa mức tăng 32% của chỉ số CSI 300 trên hai sàn Thượng Hải và Thâm Quyến. Trong khi các thị trường mới nổi tăng trưởng ổn định vào tháng 12 năm 2019, chứng khoán Việt Nam lại đi theo một hướng khác. Một điểm yếu chết người khác của nền kinh tế Việt Nam trong năm 2019 sẽ có hai di hại đến những năm sắp tới. Việc chính phủ chậm trả lãi vụ nợ gián tiếp là sự yếu kém về thể chế, quản trị hơn là tài chính. Moody's hạ triển vọng của Việt Nam xuống tiêu cực. Ngày 18 tháng 12, Moody's thông báo điều chỉnh triển vọng xuống tiêu cực, kết thúc thời gian đưa hồ sơ tín dụng của Việt Nam vào diện theo dõi hạ bậc kể từ ngày 9 tháng 10. Cơ sở Moody's đưa ra quyết định này là nhận định viễn tiềm ẩn rủi ro chậm trả nghĩa vụ nợ gián tiếp của chính phủ, trong bối cảnh chưa có những giải pháp rõ ràng để cải thiện công tác phối hợp giữa các cơ quan liên quan, cũng như tăng cường tính minh bạch về quản lý nợ được chính phủ bảo lãnh. Ý kiến lạc quan về điểm sáng của chuyên gia World Bank thì không tạo thêm chút uy tín nào cho quan hệ tín dụng của Việt Nam trên trường quốc tế, mà ngược lại nó là cái cớ để cho World Bank thắt chặt thầu bao, chỉ thu hồi nợ mà không cho vay ưu đãi ODA. Ngặt nghèo hơn, sự hạ thấp tín nhiệm của Moody's sẽ làm nặng nề và khó khăn hơn cho Việt Nam khi vay vốn. Như vậy về đối ngoại, cái mặt trời của ông Trọng đã đẻ ra không có lợi mà ngược lại vô cùng tai hại cho tài chính Việt Nam trong thời gian tới. Tổng món nợ quốc tế như thế nào, dân đen chưa được biết, nhưng chắc chắn chính phủ Việt Nam đã chậm trả nợ, trả không đúng hạn. Sắp tới, theo chu kỳ thanh toán, số tiền trả nợ quốc tế ngày một cao hơn và không hy vọng ai sẽ giúp đỡ thêm nữa. Số nợ đáo hạn này sắp tới chỉ có tăng nhưng không giảm. Làm sao để không trở thành quốc gia vỡ nợ và bài toán không dễ dàng
trong điều kiện tài nguyên quốc gia và sức chịu đựng thuế phí của người dân đang cạn kiệt. Người dân trong nước quá hiểu các con số thống kê của các quan chức Cộng sản Việt Nam lạc quan đến mức độ nào. Có ông nghị quốc hội hào phóng tính thu nhập của người bán vé số dạo hàng trăm triệu mỗi năm. Người bán trà đá thu hàng chục triệu đồng mỗi tháng và đề nghị đánh thuế thu nhập của các đối tượng này vì trong con số GDP mà nhà nước công bố dù có là trăm tỷ, ngàn tỷ thì họ vẫn không tin. Cái chỉ số thu nhập bình quân đầu người 2.800 đô la mà ông Trọng tự hào cũng đáng xót xa lắm. Khi căn cứ Nghị định số 157/2018/NĐ-CP, mức lương cơ bản 2019 của người lao động cao nhất vùng 1 là 4.180.000 đồng một tháng, thấp nhất ở vùng 4 là 2.920.000 đồng một tháng. Đây là thu nhập thực tế của hàng triệu người lao động, mỗi người trong họ phải nuôi dưỡng những người thân quá tuổi, chưa đến tuổi lao động hoặc trong tuổi lao động đang thất nghiệp nhưng mức lương của họ thấp nhiều so với khoảng 2.800 đô la trên một đầu người như ông đã rêu rao. Như vậy con số đó là thực bình quân theo logic 100 người ăn 100 con gà, bình quân mỗi người ăn một con. Nhưng thực tế chỉ một người ăn 99 con gà và 99 người còn lại chia nhau một con. Chứng cứ thứ nhất của ông Trọng về cái mặt trời không hề có chút ánh sáng nào mà thực sự là bức tranh ảm đạm. Chứng cứ thứ hai, ông Trọng là các lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm phát triển, đạt được nhiều thành tích, đảm bảo an sinh xã hội, tạo việc làm. Số xã hội đạt nông thôn mới là 54%, đặc biệt là kết quả của đoàn thể thao ở SEA Games 30 với 228 huy chương, thể hiện ý chí của Việt Nam khát vọng vươn lên. Thật thảm thương cho vị trí nguyên thủ quốc gia, lãnh tụ của đảng cầm quyền mà cách nhìn quá giản lược và lệch chuẩn. Một nền giáo dục xuống dốc thảm hại về trí dục, xuống cấp về đạo dục, trẻ con bị xâm hại từ tình dục đến tính mạng. Kỳ thi đại học tràn trận như đánh giặc nhưng có đến 4 tỉnh và hàng trăm thí sinh gian lận điểm thi, trong đó có cả ông Triệu Tài Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, đáng gọi là thành tích đó sao? SEA Games là thể thao phong trào, là tinh thần thượng võ của dân tộc, thế nhưng bao nhiêu trường học của Việt Nam có sân bóng đá, bóng chuyền, bao nhiêu trường có phòng tập đa năng, tất cả chỉ là con số không. Chúng ta luyện gà đi thi để lấy huy chương, còn thể thao phong trào, sức khỏe thanh niên thì hoàn toàn nhà không vườn trống. Nông thôn mới, ấp văn hóa, trường chuẩn quốc gia v.v. hàng chục thứ danh hiệu được đặt ra, duyệt xét cho nhau rồi tự sướng về thành tích, trong khi đồng bằng sông Cửu Long đang khô kiệt, ngập mặn, sạt lở. Lũ lụt ngập úng tràn lan ở đô thị từ Sài Gòn đến Hà Nội, lên đến các tỉnh cao nguyên như Đà Lạt, vùng núi như Thái Nguyên, ngày càng nặng nề hơn mà nhà nước không có biện pháp khả dĩ nào để ngăn chặn. Môi trường sông ngòi, biển, không khí bị ô nhiễm nặng nề. Sài Gòn, Hà Nội trong danh sách đen ô nhiễm nhất thế giới. Đảng, chính quyền không có biện pháp gì ngăn chặn ngoài việc bịt mồm, cấm cửa báo chí và quy chụp các thông tin cảnh báo là phản động phát tán. Chứng cứ thứ hai mà ông Trọng xám xịt như bụi mịn ở bầu trời Hà Nội hay nặng mùi như nước sông Tô Lịch. Chứng cứ thứ ba, ông Trọng cho là tiềm lực quốc phòng an ninh tiếp tục được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững, các hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế được đẩy mạnh, không ngừng được mở rộng và đi vào chiều sâu. Với nhiều sự kiện quan trọng như vậy, Việt Nam được Hội đồng Liên Hợp Quốc bầu làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an, tổ chức thành công Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều. Điều này không đáng buồn hơn cho vị thế của người lãnh đạo quốc gia, tiềm lực quân sự quốc phòng là cái ẩn bên trong người dân không thể biết. Ngồi ở ghế nào trong Liên Hợp Quốc là việc của chính phủ, người dân cần là chủ quyền quốc gia, quyền lợi và tính mạng của công dân phải được bảo đảm an toàn. Chưa có chính quyền triều đại nào, kể cả Lê Chiêu Thống, chủ quyền quốc gia bị bỏ ngỏ như hiện nay. Biển Đông
như khoản sân sau của tàu cộng ra vào tùy ý. Nhà nước ký hiệp định dẫn độ hợp tác mở cửa cho người Trung Quốc tự do tràn vào Việt Nam gây án, từ sản xuất ma túy, tổ chức đánh bạc hàng ngàn tỷ đồng, gây án giết người tại Việt Nam mà không bị xử lý theo phép luật của Việt Nam. Tại đất nước của Việt Nam, chưa bao giờ từ điển Việt Nam giải thích chữ Trung Quốc là từ nước ngoài, nước lạ, nhưng trên diễn đàn Liên Hợp Quốc và cả diễn đàn Quốc hội, chính các tướng lĩnh sử dụng từ này. Nếu xác định sẽ đưa Việt Nam trở thành quận huyện của Trung Quốc, hoàn toàn có thể yên tâm với cách nhìn, cách nghĩ của ông Trọng. Nhưng nếu thật sự quan tâm đến chủ quyền quốc gia, sự tồn vong của đất nước, thì chứng cứ này là một vết nhơ không thể tẩy xóa của chế độ trước lịch sử, chứ hoàn toàn không thể là điểm sáng. Chúng tôi không bàn đến chứng cứ thứ tư là chuyện xây dựng đảng của ông Trọng. Chỉ riêng ba chứng cứ kể trên đã đủ thấy ông Trọng giống hệt như ông vua cởi chuồng trong chuyện cổ tích Ngụ Ngôn. Chỉ có điều khác, ngày xưa chưa có Internet, ông vua có thể dùng quyền lực, dùng sự sợ hãi để bịt mắt, bịt miệng của người dân, che đậy cho sự trần truồng của mình đó. Trong thời đại hiện nay, trong nước, những gạch đá của cộng đồng mạng dành cho ông chủ Trọng có thể đủ để xây một vạn lý trường thành thứ hai. Với quân đội, công an trong tay ông đủ sức mạnh mẽ đàn áp, buộc họ phải cầm miệng cúi đầu, nhưng với dư luận quốc tế thì khó hề khó lòng mà che giấu. Có câu châm ngôn: con chim trước khi chết còn biết kêu tiếng bi thương, con người trước khi chết phải biết nghe và nói điều phải. Dù sao thì ông cũng đã đến tuổi xưa nay hiếm, cũng gần đến lúc phải đi gặp Bác Hồ, Bác Mác và Bác Mao. Hãy biết nghĩ và nói đúng để không quá trễ. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm vào nút chia sẻ để thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Hãy bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.